Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi thông tin nóng nhất trên kênh YouTube Tạp chí Viettimes. Những ngày gần đây, thông tin về chiếc tàu titan số số đang nhận được sự quan tâm của cả thế giới. Hôm nay xin mời quý vị khán giả sẽ cùng Viettimes tìm hiểu chi tiết về hành trình của con tàu số số này. Tàu lặn Titan là sản phẩm của công ty du lịch mạo hiểm có trụ sở tại Hoa Kỳ, Ocean Gate Expeditions. Từ tháng 5 năm 2023, công ty đã công bố tour du lịch thám hiểm tàu Titanic kéo dài 8 ngày với giá là 250.000 USD, tức là gần 5,9 tỷ đồng mỗi người. Theo Ocean Gate, có chưa đầy 250 người được tận mắt chứng kiến xác tàu Titanic từ trước đến nay. Vì vậy, những người tham gia tour không chỉ là khách du lịch phổ thông mà còn mang trong mình sứ mệnh thám hiểm vào ngày 18 tháng 6 năm 2023. Trong một hành trình khám phá Titanic dưới đáy đại dương, tàu lặn đã mất liên lạc chỉ sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Trong tàu lúc này có 5 người, bao gồm tỷ phú người Anh Hamish Harding, người sáng lập Ocean Gate Stockton Rush, chuyên gia hàng hải người Pháp Paul Henry Nagolet, doanh nhân gốc Salada Daoud và con trai. Quá trình tàu lặn của tàu ngầm Titan bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều theo giờ địa phương. Sau đó, con tàu mất liên lạc với tàu mẹ Polar Prince và được xác định là cách bờ biển của bán đảo Cape Cod khoảng 1.450 km. 8 tiếng kể từ khi Titan mất liên lạc, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ mới nhận được báo cáo mất tích. Sự chậm trễ khiến quá trình tìm kiếm gặp nhiều thách thức. Lực lượng tuần duyên Mỹ sau đó đã điều hai máy bay tham gia chiến dịch tìm kiếm trên mặt biển. Các tàu lặn công nghệ cao cùng máy bay trang bị hệ thống định vị sóng âm cũng được điều phối để tìm kiếm dưới lòng biển ngày 21 tháng 6 năm 2023. Paul Zuckun, cựu lãnh đạo tuần duyên Hoa Kỳ cho biết, họ đã phát hiện ra một số âm thanh từ khu vực mất tích nhưng ông cho biết khả năng kéo một con tàu lên từ độ sâu như vậy rất khó khăn, trừ khi có một nguồn lực lớn được chuẩn bị từ trước. Hải quân Hoa Kỳ thậm chí đã điều động hệ thống trục vớt đại dương sâu Flyaway hay FADOS. Thiết bị này có thể thu hồi vật nặng ở độ sâu hơn 6.000m, vừa qua có độ sâu của tàu Titanic. Nhưng trước khi làm vậy, họ cần phải xác định vị trí tàu lặn mất tích trước. Kể cả sau khi phát hiện được rồi thì hệ thống cũng phải mất 24 giờ chuẩn bị, vượt quá nguồn cung không khí ước tính của tàu lặn. Nhìn chung, đây là một hoạt động quy mô lớn có thể tốn hàng triệu đô, còn xác suất tìm được nạn nhân sống sót là rất thấp. Trong hầu hết các trường hợp, những người không phải là chuyên gia thám hiểm biển sâu sẽ không thể tiếp cận gần đáy biển. Nếu có, họ thường được đi cùng hoặc huấn luyện bởi những người biết cách vận hành máy móc dưới biển sâu và phải làm gì trong các tình huống khẩn cấp. Nói chung, Thiết bị lặn dưới biển sâu luôn có một biện pháp dự phòng để bảo vệ những người bên trong. Bởi vì các chuyên thám hiểm biển sâu rất tốn kém nên có rất ít cách để thực hiện. Chẳng hạn nghiên cứu do chính phủ tài trợ, có nhà hảo tâm cực kỳ giàu có hoặc bản thân bạn cũng giàu có, hoặc ký được hợp đồng làm nhân viên của một ngành chuyên hoạt động dưới đáy biển sâu. Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ như vậy. Sự an toàn, tất nhiên, phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng và hệ thống bảo vệ xung quanh. Năm 1983, đội thợ lặn làm việc cho Bifort Dolphin, một dàn khoan dầu nửa nổi nửa chìm ở biển Bắc, đã trải qua một tai nạn khủng khiếp. Chuông lặn cấu trúc duy trì áp suất để giữ an toàn cho thợ lặn được thả ra trước khi cửa của buồng thông nhau đóng hoàn toàn. Ba trong số những người thợ lặn đã chết ngay lập tức khi nitơ trong cơ thể họ phun ra tràn khí. Một người khác bị hút qua một khe hở. Các cơ quan nội tạng của anh nằm giải rác trên bong tàu sau khi bị xé toa khỏi cơ thể. Tai nạn với tàu ngầm titan của công ty OceanGate đã khiến cả thế giới chú ý tới dịch vụ du lịch mạo hiểm ít người biết đến thám hiểm sắc tàu Titanic bằng tàu ngầm, cùng với những dịch vụ du lịch mạo hiểm được nhiều người biết đến hơn như bay vào vũ trụ hay leo lên đỉnh Everest. Thám hiểm xác tàu Titanic cũng được giới siêu giàu thế giới lựa chọn để mang đến trải nghiệm khó quên ở nơi ít người đặt chân tới. Tuy nhiên, sau thảm kịch lần này, có lẽ người ta sẽ thêm đắn đo mỗi khi quyết định tham gia bất kỳ hành trình du lịch mạo hiểm nào, dù là ở dưới nước, trên không hay ra ngoài không gian, kể cả giới siêu giàu. Các nhà nghiên cứu hàng hải cho rằng một vụ nổ chính là điều có khả năng xảy ra nhất trong tất cả các tình huống giả định được đưa ra trong chiến dịch tìm kiếm con tàu lặn mất tích này. Tàu Titan mất tích từ hôm Chủ nhật tuần trước và có khả năng đã phát nổ trong cùng ngày hôm đó do có điều bất thường được phát hiện bởi một hệ thống theo dõi âm thanh của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch tìm kiếm quốc tế vẫn tiếp tục bởi chính quyền chưa coi thông tin này là xác thực. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã tuyên bố rằng có một vụ nổ thảm khốc xảy ra bên trong tàu Titan trong hôm 22 tháng 6. Nhiều đội của họ vẫn đang tìm kiếm bằng chứng về những điều xảy ra gần sắc tàu Titanic ở độ sâu 3.800m dưới mặt nước biển. Các chuyên gia từng cảnh báo rằng dưới sức ép ghê gớm ở độ sâu như vậy, thân của tàu Titan có thể nổ tung và dẫn đến cái chết tức thì của bất cứ ai ngồi trong khoang tàu. Bob Ballard, một thành viên của đội ngũ đã tìm thấy xác tàu Titanic vào năm 1985, nói với kênh ABC News: "Tôi không nghĩ nhiều người có thể tưởng tượng được nguồn năng lượng đáng kinh ngạc trong quy trình dẫn đến một vụ nổ. Nó sẽ nát mọi thứ theo đúng nghĩa đen." Mặc dù OceanGate Expeditions, công ty chủ sở hữu và vận hành Titan, quảng cáo rằng phần cabin hình ống của con tàu này được chế tạo bằng sợi carbon, nhưng giới chuyên gia trong ngày cho rằng điều này khác hẳn so với cabin hình cầu được chế tạo bằng titan được sử dụng trong hầu hết các loại tàu ngầm. Hình cầu là hình dạng hoàn hảo bởi áp lực nước được phân bổ đều trên toàn bề mặt, theo Chris Sturman, giáo sư đại dương học đến từ Đại học Rhode Island. Với chiều dài 6,7m và trọng lượng là 10.432 kg, phần diện tích bên trong lớn hơn của tàu Titan, mặc dù vẫn chật trội đối với 5 người ngồi bên trong, đồng nghĩa với việc nó phải hứng chịu nhiều áp lực từ bên ngoài hơn. Áp lực nước ở độ sâu 3.800m dưới mặt nước biển tại khu vực xác tàu Titanic là khoảng 400 atm, tương đương với 6.000 poi, có thể nói là 2.721 kg trên mỗi inch vuông. Aaron Basil, giáo sư vật lý đến từ Đại học Northern, mô tả rằng lực nước khổng lồ như trên không khác gì là lực cắn của một con cá voi đối với một con người. Theo phân tích của giáo sư Eric Fusil, giám đốc trung tâm đóng tàu thuộc Đại học Adelaide, Australia. Mặc dù tàu Titan có phần thân composite, được gắn kết nhiều cảm biến có thể chịu được áp lực cao ở gần đáy biển, nhưng mọi khiếm khuyết nhỏ cũng có thể gây ra một vụ nổ gần như tức thi chỉ trong vòng chưa đầy 4 mili giây. Ông cho biết, các hành khách có khả năng là không còn hiểu chuyện gì xảy ra với họ. Tàu Titan đã trải qua hơn hai chục chuyến lặn biển sâu, bởi vậy mà phần thân của nó đã hứng chịu áp lực nước liên tục, theo phân tích của Jasper Graham Jones, giáo sư cơ khí và kỹ thuật hàng hải đến từ Đại học Plymouth, Anh giáo sư cơ khí Grandma Jones nói, áp lực đó có khả năng gây ra hiện tượng tách lớp, tức sự chia tách theo chiều ngang của thân tàu bằng sợi carbon. Cả lực lượng bảo vệ bờ biển lẫn Ocean Gate đều không cung cấp chi tiết về vụ nổ. Một phương tiện điều khiển từ xa ROV đã định vị các mảnh vỡ của tàu Titan dưới giấy sóc biển bằng mũi xác Titanic khoảng 500m vào sáng ngày 22 tháng 6. Theo giờ mặt trời, chuẩn đô đốc John Mauger, chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển số 1 Mỹ, cho biết trong một cuộc họp báo, các mảnh vỡ đã được phân tích và xác nhận là của Titan và các thành viên trong gia đình những nạn nhân thiệt mạng được thông báo rằng không có ai sống sót. Đội đốc Marcher cho biết thêm, thi thể của 5 người thiệt mạng có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy. Đây là môi trường cực kỳ khắc nghiệt dưới đáy biển và các mảnh vỡ phù hợp với vụ ép bẹp thảm khốc xảy ra với con tàu. Chuẩn đô đốc John Mauger cho hay, những mảnh vỡ cho thấy một sự ép bẹp thảm khốc đã xảy ra ở khoang kháng áp. Một trong những người sáng lập Ocean Gate, ông Guillermo Solen cho biết Vụ ép nát rất có thể đã xảy ra từ 4 ngày trước, khi con tàu sắp đáp xuống đáy đại dương gần xác Titanic. Theo tiến sĩ Ralao Kinski thuộc lực lượng Hải quân Ba Lan, hiện tượng này xảy ra gần như tức thời, diễn ra chỉ trong một vài phần nghìn giây và millisecond. Điều này đồng nghĩa với việc 5 người trên khoang đã tử vong ngay lập tức, đến nỗi họ không kịp nhận ra họ bất ổn. Giới chuyên gia cho rằng cần thu hồi các mảnh vỡ dưới đáy biển để tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, tuy nhiên công việc này không dễ dàng. Các thiết bị lặn không người lái đang tiếp tục thu thập bằng chứng dấu vết dưới đáy biển để có thêm thông tin về tham kịch. Năm mảnh chính của tàu Titan đã được tìm thấy, nhưng quá trình trục vớt thi thể nạn nhân gặp khó khăn vì nhiều điều kiện khắc nghiệt. Niềm đam mê khám phá biển sâu của Stockton Rush đã biến thành một mô hình kinh doanh ngay khi ông bắt đầu nhận thấy rằng các đại dương là một thị trường ít cạnh tranh hơn không gian. OceanGate, công ty do ông sáng lập đã tổ chức các chuyến thám hiểm nhằm khám phá các khu vực đại dương sâu thẳm, tương tự như cách Jeff Bezos và Elon Musk thám hiểm không gian. Năm 2021, rust đã hoàn thành những sứ mệnh đầu tiên của công ty ông đối với tàu Titanic. Giống như du lịch không gian, chúng tôi coi điều này như một cơ hội để người dân có thể thám hiểm xác con tàu huyền thoại này, ông nói trên đài phát thanh Detroit năm ngoái. Hai năm sau đó, người sáng lập kiêm CEO của OceanGate là một trong số 5 người bước lên Titan, chiếc tàu ngầm thử nghiệm có kích thước ngang bằng một chiếc Mibian bị mất tích từ hôm Chủ nhật tuần trước trong lúc đang đi đến địa điểm tàu Titanic bị đắm ở độ sâu 2 dặm thuộc vùng biển Đại Thế Dương, Vị kỹ sư 61 tuổi đam mê phiêu lưu này trong suốt nhiều năm liền đã nỗ lực làm việc để khai mở kiến thức và sự quý trọng trong đại dương của người dân, đồng thời cũng tìm cách kiếm tiền từ những du khách giàu có. Những người sẵn sàng bỏ ra 250.000 USD để xem sát tàu Titanic qua một ô cửa kính. Russ nói rằng những nỗ lực của ông có đi kèm với mối nguy hiểm, nhưng chúng đã được hạn chế bởi cam kết an toàn. Chúng tôi có thể chịu rủi ro mất tiền, chứ không để mất người, Russ nói trong một phiên thảo luận của hội nghị Geek Rear, tổ chức trong năm ngoái. Vậy nên nếu ai đó tìm đến tôi và nói, nay, đây là ý tưởng mới cho tàu ngầm, nhưng nếu kết quả là ý tưởng đó thất bại, chúng tôi sẵn sàng hủy nhiệm vụ hoặc mất tiền, không có vấn đề gì. Ông đi du lịch khắp nước Mỹ bằng chiếc tàu Titan của mình để khơi dậy sự hứng thú với những chuyến thám hiểm đáy đại dương của người dân, Joseph Woodman. Những người từng thông gia vào một nhiệm vụ của Titan trong năm 2021 cho biết Stockton chắc hẳn rất tự hào về thiết kế tàu ngầm của ông. Russ từng nói rằng, cũng giống như việc du hành vũ trụ vốn mang đến nhiều thách thức, việc phát triển một chiếc tàu ngầm đủ sức chịu đựng áp lực khổng lồ. Hơn 140 triệu pound, tương đương với 63,5 triệu kg trên toàn bộ thân tàu. Đó là một thách thức đầy khó khăn về mặt kỹ thuật, Russ nói trong buổi phỏng vấn trên đài phát thanh Detroit. Nhưng một khi đã được xây dựng vững chắc, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ giảm được nguy cơ đến mức tối thiểu khi lạ xuống nước. Ngày nay không có gì là không có rủi ro cả, OceanGate từng đối mặt với nhiều phản đối từ một số bên trong ngành, bởi họ lựa chọn bỏ qua xác nhận an toàn độc lập đối với tàu Titan và cả từ một nhân viên trong hành chính công ty. Ủy ban của Hiệp hội Công nghệ Hàng hải trong năm 2018 đã có thư gửi OceanGate, trong đó nói rằng việc công ty này không đem Titan đi xác nhận an toàn độc lập có thể dẫn đến một thảm kịch. Hầu hết các nhà sản xuất tàu ngầm đều lựa chọn một bên thứ ba xác nhận độ an toàn thiết bị của họ để đảm bảo về sự thống nhất về thiết kế và chế tạo, theo Will Conan chủ tịch của Ủy ban Phương tiện dưới nước có người lái và là giám đốc của sản xuất thiết bị lặn Hydrospec Group. Năm 2019, Ocean viết trong một bài đăng trên blog rằng quá trình phân loại không đủ để đảm bảo sự an toàn. Một phần là bởi nó không đảm bảo được rằng các hãng vận hành tàu ngầm sẽ tuân thủ các quy trình chuẩn. Conan cho hay, Russ nói với ông sau khi ủy ban gửi bức thư đó rằng quy trình chỉ làm hạn chế sự đổi mới. Khi được hỏi rằng liệu Russ có chịu rủi ro lớn hay không, Conan trả lời, Tất cả con người chúng ta đều có cùng vấn đề là chịu thua lòng kiêu hãnh của bản thân. Nếu có thứ gì có thể dạy cho chúng ta về sự khiêm nhường, đó chính là đại dương. Một số hành khách từng tham gia vào chuyến khám phá của Ocean Gate cho hay, hướng tiếp cận thận trọng của Russ khiến cho họ cảm thấy an tâm, kể cả khi họ phải ký một dạng cam kết trong đó nói rằng họ có thể thiệt mạng trong lúc thực hiện hành trình. Tôi chưa từng gặp một người để ý đến từng chi tiết như vậy. Mike Race, người từng tham gia một chuyến khám phá biển sâu trên chiếc guitar mùa hè năm ngoái, Ông nhớ lại rằng Russ từng hết lời ngợi ca khen ngợi một cuốn sách nói về lịch sử của checklist, danh sách các công việc cần thực hiện. Reese nói thêm, tôi có niềm tin vào ông ta. Sớm bén duyên với những hành trình thám hiểm, Stockton Russ sinh ra trong một gia đình giàu có ở San Francisco. Ông theo học chuyên ngành kỹ sư không gian tại Đại học Princeton và bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California. Niềm đam mê thám hiểm của ông bắt đầu từ rất sớm, ở tuổi 14, Russ đã nhận chứng chỉ thợ lặn và đến khi 19 tuổi đã trở thành phi công phần lực vận tải trẻ nhất thế giới. Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của OceanGate, ông đã bay khắp thế giới nhờ ký hợp đồng phụ của hãng hàng không Ara Saudi, sau đó chuyển sang làm kỹ sư bay thử nghiệm. Ông ấy đã sống một cuộc sống mà bất cứ một chàng trai trẻ nào cũng đều mơ ước, Grace nói. Ông ấy giống như một người Mỹ mơ mộng cuối cùng, rồi có cảm giác như đang làm việc với Henry Ford vậy. Sau khi thành lập OceanGate vào năm 2009, Starkton Rust cho biết công ty đã mua lại một tàu ngầm du lịch ở New Zealand. Chúng tôi nhận ra rằng có rất nhiều người muốn tham gia vào những chuyến du lịch khám phá cao cấp. Có những người sẵn sàng chi hàng trăm nghìn đô la để leo núi Everest hoặc đến Bắc Cực. Và chúng tôi đã kết hợp cả hai trong ý tưởng của mình. Ông chia sẻ tại sự kiện Quick Rare. Sau đó Ocean Gate tổ chức các chuyến lặn ở các địa điểm như vịnh Mexico và vùng biển ngoài khơi California. Năm 2015 Rus thông báo rằng công ty đã giới thiệu mẫu tàu ngầm có khả năng lặn sâu tới 1.600 feet, tương đương với 487 mét. Sau đó, tàu Titan được ra mắt có khả năng lặn sâu tới 13.200 feet, tương đương với 4.023 mét. Đủ để đến gần sát tàu Titanic, con tàu huyền thoại đã chìm trong chuyến hành trình đầu tiên vào năm 1912. Tàu Titan được trang bị vỏ bọc thân dày 5 inch, tương đương với 12,7 cm, làm bằng sợi carbon và một cấu trúc mái vòm titanium ở phần đuôi nếu các bạn không phá vỡ nhiều thứ, các bạn sẽ không đổi mới được. ông nói tại hội nghị hồi năm ngoái. Russ tuyên bố rằng ông sẵn sàng hủy bỏ các mẫu thiết kế khiến ông quan ngại khi những tiếng kêu lách tách trên thân tàu không biến mất trong lần lặn thử nghiệm thứ hai. ông cho biết chúng tôi hủy nó luôn và chế tạo một chiếc khác. Greg Sopin, một quan chức đến từ Hội Titanic Quốc tế chuyên săn tìm những đồ vật liên quan tới con tàu huyền thoại này cho hay Russ không chỉ là người đầu tiên nghĩ ra ngành du lịch ngắm sắc tàu Titanic, nhưng đã giúp mở rộng nó. Ông ta có tầm nhìn khai mở tàu Titanic cho phần còn lại của thế giới, Sophie nói về Russ. Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News vào năm ngoái, Russ nói rằng Ocean Gate đại diện cho một dạng du lịch mới không chỉ thu hút những nhà thám hiểm giàu có mà cả những nhóm người khác. Chúng tôi có nhiều khách hàng thế chấp ngôi nhà của họ để thực hiện hành trình khám phá. Và chúng tôi có cả những người không phải suy nghĩ nhiều về tiền nong khi tham gia, ông nói với CBS. Thêm rằng từng có một khách hàng trúng số tìm đến công ty của ông. Rush cho hay công ty vẫn chưa có lãi do giá nhiên liệu cao và nhiều chi phí khác. Mặc dù một số bộ phận cấu thành của tàu Titan đều là những thứ có sẵn, như tay cầm cửa mái được mua ở một cửa hàng vật dụng cắm trại và một tay cầm chơi game để điều khiển trên tàu, nhưng Rush khẳng định rằng nó là một sản phẩm kỹ thuật tiên tiến. Nhà làm phim David Wilde cho hay, Ông từng cùng Rush đi tham sát tàu Titanic vào tháng 8 năm 2021. Wow, 75 tuổi, mô tả Rush là người có tâm nhìn và luôn hứng thu khám phá đáy đại dương, chia sẻ trải nghiệm đó với nhiều người. Lúc đang nổi trên mặt nước, ông ta dựa lưng và nhắm mắt hoặc ngủ. Wow kể lại, có những lúc lặn xuống, ông ta thường nói chuyện với tất cả chúng tôi, bởi lúc đó ai cũng phấn khích chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nếu yêu thích viettimes đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo